ca sĩ Thái Trân cô nuôi nghệ sĩ Hoài Linh những tâm nguyện cuối trước khi ra đi. Sáng ngày 25 tháng 11, làng giải trí Việt bàng hoàng trước thông tin ca sĩ Thái Trân con nuôi nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh qua đời ở tuổi 43 sau nhiều năm chống chọi với bạo bệnh. Ca sĩ Thái Trân dặn dò chồng con trước khi qua đời. Thông tin ca sĩ Thái Trân qua đời khiến cho nhiều bạn bè đồng nghiệp lẫn khán giả không khỏi xót xa. Chia sẻ với phóng viên, người thân cố ca sĩ tiết lộ khoảng 2 năm cuối đời Thái Trân bị u xương hàm, khuôn mặt biến dạng nên gần như không gặp người ngoài trừ gia đình bạn thân. Thời điểm nằm trên giường bệnh, vì chịu nhiều đau đớn nên ca sĩ Thái Trân thường cầu trời cho ra đi sớm. Về thời khắc cuối đời, người thân cố ca sĩ cho biết, chiều ngày 24 tháng 11, Thái Trân gọi chồng và vợ chồng con trai vào dặn dò ở lại sống tốt. Con nuôi nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, lo nhắc cháu nội còn nhỏ, còn trăn trối dặn dò gia đình nuôi dạy cháu khi cô không còn trên đời. Ca sĩ Thái Trân sau đó trút hơi thở cuối cùng, rạng sáng ngày 25 tháng 11 trong giấc ngủ nhẹ nhàng và bình yên. Được biết, tang lễ ca sĩ Thái Trân được diễn ra tại nhà riêng ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ viếng cố ca sĩ sẽ bắt đầu vào lúc 14 giờ ngày 25 tháng 11. Lễ đăng quang diễn ra vào lúc 10 giờ sáng ngày 27 tháng 11. Sau đó linh cữu ca sĩ Thái Trân sẽ được hỏa táng tại nghĩa trang thành phố Thủ Đức. Ca sĩ Thái Trân được khán giả biết đến nhiều khi là con nuôi của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Thời điểm đó, dù đang điều trị bệnh suy thận, song Thái Trân vẫn giữ sự lạc quan, gây ấn tượng trên sân khấu cuộc thi Tôi Là Người Chiến Thắng. Chính điều này đã khiến cho nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh xúc động, quyết định nhận Thái Trân làm con nuôi, đồng hành và nâng đỡ sự nghiệp của cô. Sau đó ca sĩ Thái Trân cho ra mắt album âm nhạc. Tuy nhiên do bệnh tình dần trở nặng, nên sự nghiệp âm nhạc của Thái Trân liên tục bị gián đoạn. Thái Trân sinh năm 1980. Đối với nhiều khán giả yêu âm nhạc, Thái Trân là nữ ca sĩ khá quen thuộc. Cô tốt nghiệp trường văn hóa nghệ thuật Đồng Nai, sau đó đã giành giải tư tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2002. Đồng thời, Thái Trân cũng là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả phòng trà. Với những ca khúc trữ tình, chất chứa triết lý sống sâu sắc, cô đã đến với cuộc thi Tôi Là Người Chiến Thắng năm 2014 và được nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá là người có thực lực về giọng hát. Ngoài ra, cô còn là con người tràn đầy sức sống, ham học hỏi và tiếp thu những góp ý một cách nhanh nhạy, đầy hứng khởi. Sau cuộc thi Tôi Là Người Chiến Thắng năm 2014, Thái Trân được mọi người biết đến là giọng ca đầy nội lực và tinh tế trong từng câu chữ, giai điệu mang đến cho người nghe những cảm xúc trọn vẹn. Cũng qua cuộc thi này, danh hài Hoài Linh đã nhận Thái Trân làm con nuôi, nhưng cũng chính thời điểm đang thăng hoa, Thái Trân phát hiện bị bệnh thận giai đoạn cuối và bệnh suy tim cấp độ 4. Dù vậy, Thái Trân vô cùng ngại chia sẻ căn bệnh chị đang mang trong người. Chị bảo chị không muốn ăn mày tình thương của người khác. Thái Trân tâm sự, cả cuộc đời này tôi mang ơn bố Hoài Linh. Tôi phải cảm ơn bố rất nhiều vì những gì mà bố đã dành cho tôi. Nhưng có lẽ tôi phải nói lời xin lỗi bố vì tôi không thể đi đến đích cuối cùng được. Cũng có mấy lúc Thái Trân nghẹn ngào khi ai đó hỏi thăm. Người ta chữa bệnh để mau khỏi và sống tiếp, còn Trân cứ phải điều trị như thế này để duy trì sự sống một cách tạm bợ mà thôi. Làm sao không khủng hoảng khi ngày nào qua tận nơi Thái Trân điều trị cũng có thêm người, và cũng từng ấy người vĩnh viễn ra đi. Có người ra đi trên bàn lọc máu, người vì quá mệt mỏi chống chọi, người không đủ viện phí đành chấp nhận buông xuôi. Những người mới chạm mặt hôm nay, cái tên chưa kịp nhớ, đường nét gương mặt chưa kịp khắc ghi. Như ba người bệnh ngày biết tin dữ, cảm xúc tiêu cực xâm chiếm Thái Trân, muốn buông xuôi, muốn bỏ mặc bản thân, muốn cứ từ mọi sự giúp đỡ, cái ý nghĩ bỏ đi một nơi nào đó thật xa, lặng lẽ giải thoát, tránh trở thành gánh nặng của người thân, trở đi trở lại trong đầu chị không chỉ một lần. Cho đến một ngày, Thái Trân nhìn thấy ông xã chị, người đàn ông vốn dĩ mạnh mẽ cứng rắn, nói với chị trong nước mắt: em không thương em thì cũng phải thương anh chứ, em bỏ anh lại một mình coi cút với ai. Thái Trân bừng tỉnh, lúc đó chị nghĩ bao nhiêu người đang giành giật sự sống cho mình, cớ sao mình lại từ bỏ. Cuộc đời tôi không có ngày vui, như cây khô giữa đồng, sống lay lắc, tự dạy mình sống thế nào vì không ai dạy bảo, tự mình dạy mình, sống phải biết chân thành. Nếu không thông minh, tôi đã không tồn tại, và điều đó dạy tôi rằng là mẹ có con gái phải bảo vệ con, lắng nghe con, đừng để nó lầm lũi một mình, đừng để con hụt hận, Thái Trân trải lòng. Bởi vậy sau này có con riêng của chồng có cháu, Thái Trân yêu vô cùng, tôi cho các con các cháu những tháng ngày hết sức đẹp đẽ. Và tôi làm rất tốt điều đó. Tôi không có gì tốt, chỉ làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho chồng, cho con, cho ba má chồng.
Tôi yêu hết mọi người xung quanh, dù nhiều lúc mình cô đơn lắm. Tôi đi chùa cũng chỉ cầu mong cho các con, các cháu bình an. Nữ ca sĩ chia sẻ cách đây hơn một năm. Trên báo Công an Nhân dân từng viết, tới Trân mới hát từ hồi còn nhỏ xíu. Mẹ của chị sợ đứa con gái duy nhất, vốn bị bệnh tim bẩm sinh khổ, nên muốn Thái Trân theo học ngành kế toán nối nghiệp mẹ. Theo lớp kế toán, mặt con số nhảy múa loạn cào cào, Thái Trân vẫn gắng học để chiều lòng mẹ. Xong vì mê hát, Thái Trân mãi miết theo phong trào ca hát khắp nơi. Sau Thái Trân tham gia cuộc thi tiếng hát truyền hình, năm ấy chị đoạt giải. Được sự động viên của các thầy cô ở nhà thiếu nhi, chị quyết định theo nghề nghiêm túc, bài bản. Thái Trân lại cấp sách đến trường học nhạc. Về đoàn quân khu 7 được ít lâu, do sức khỏe không đi xa được, Thái Trân xin rời đoàn và bắt đầu đi hát phòng trà. Đời tôi nếu không có âm nhạc thì chết lâu rồi. Từ lớp 2 tôi đã sinh hoạt trong nhà thiếu nhi. Lúc nằm bệnh viện, mệt thì thôi, tỉnh là tôi hát cho mọi người nghe. Đợt tôi bị tai biến đột quỵ, mới 20 ngày, tôi đã ngồi dậy hát. Trong khi những người đột quỵ cũng đợt với tôi đều chết, tôi vẫn nói với chồng, nếu một ngày em nằm xuống là đã trả hết nghiệp, hết nợ, hết duyên, không nợ nần ai hết. Đi như gió như mây, mai mốt em mất, chỉ cần nhớ thắp nén nhang là được, không càng trống gì hết. Thái Trân từng chia sẻ khi đang điều trị bà bệnh, thà như giọt mưa có còn hơn không, có còn hơn không, tôi không có gì trên đời này. Trong lòng tôi buồn lắm, giông bão lắm, dù mọi người chỉ thấy tôi vui vẻ. Một người bạn của tôi nói, tình huống xấu nhất, một ngày nào đó tôi đi thì tiếng hát là di sản để lại với đời. Sau bao nhiêu ngày ngập chìm trong đau khổ, tôi nghĩ trời cho mình tiếng hát, mình đừng phụ trời. Cuộc đời tôi quá khổ, nhưng tiếng hát bù lại hết, thì phải cất cao tiếng hát, nữ ca sĩ từng tâm sự. Ca sĩ Thái Trân mất lúc 5:48 tại bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, hưởng dương 44 tuổi. Chị bị suy tim suy thận giai đoạn cuối, nhiễm trùng phổi và phù gan.